Long An, xe khách cháy rụi trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương. Đang lưu thông trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương. Đoạn thuộc địa bàn tỉnh Long An, xe khách bất ngờ bốc cháy và trong phút chốc bị lửa thiêu rụi. Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 45 ngày 11 tháng 12, xe khách loại 29 chỗ mang bác sĩ tỉnh Bến Tre lưu thông trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương theo hướng từ Tiền Giang đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn thuộc địa bàn xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An, tài xế phát hiện phía sau xe có khói và lửa nên cho xe dừng trên làn dừng khẩn cấp, đồng thời dùng bình chữa cháy trên xe để dập lửa. Cùng thời điểm này, đội tuần tra đảm bảo giao thông cứu hộ cứu nạn đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương đang trên đường tuần tra. Phát hiện vụ việc, lực lượng tuần tra phối hợp chính quyền địa phương cùng tài xế xe khách dập lửa nhưng ngọn lửa bùng phát mạnh khiến việc chữa cháy bất thành. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Long An đã điều xe chữa cháy có mặt tại hiện trường để dập tắt ngọn lửa. Tuy nhiên, xe khách đã bị lửa thiêu rụi. Tại thời điểm xảy ra cháy, trên xe không có hành khách. Hiện vụ cháy xe trên cao tốc Trung Lương, thành phố Hồ Chí Minh đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại.